đến quý vị trong khán phòng ngày hôm nay. Thật ra thì nghe thay cụm từ quân sư thì nó nghe nó hơi bị ghê gớm, chứ thật ra quý vị thấy như anh Thành nói là những người chơi, những cái người tham gia chương trình đều là những vận động viên, có những người chơi thể thao và thậm chí những người bình thường thì đôi khi họ không có biết cách thể hiện, nói ra mình, cái bản thân mình đang suy nghĩ gì. Em là giống như một cái cầu nói để nói ra những cái tâm tư, những cái tâm nguyện, những cái cảm xúc, những cái niềm vui, những cái nỗi buồn của họ, thậm chí những cái thành tích, những cái mà họ khó thể nào nói ra cho những cái khách mời hiểu, để những khách mời lựa chọn họ, để tin tưởng họ, thì em là cái người làm ra cái điều đó. Dạ, đơn giản vậy thôi à. Dạ rồi, đôi khi là xúi dục đúng không ạ? Dạ, đôi khi thì trong quá trình làm việc thì đội đối phương có những lời nó không hiểu về đội của em, thì đôi khi em lại phải giải thích cho mọi người hiểu, và đôi khi trong cái lời nói của em có đôi phần nó cũng hạ bệ đối phương. Em vô tình thôi, em không cố ý. Em vô tình. Dạ. Để cho hiểu rõ nhất là Quốc Khánh với Liên Hiệp Bảo Lâm làm gì hôm nay, tôi đáng tiếc là thằng em tôi nó nhiều show quá, nó đi show nó không đến đây họp báo được. Thì bây giờ thế này, Thành đề nghị nha, bây giờ là bản thân Thành sẽ bỏ ra, bây giờ Thành treo giá 3 triệu. Hai anh chị phóng viên nào thích lên sân khấu, Thành nhờ chơi một cái game nhỏ trên sân khấu, mình sẽ biết mình làm gì liền. Anh chị nào muốn tham gia, cho hai người đàn ông đi. Hai người đàn ông bất kỳ, ai win được cái game này Thành tặng người đó ngay 3 triệu. Ai xung phong không ạ? Mình làm gì cho nó có không khí đó mà. Anh chị nào cảm thấy chơi trò chơi rất dễ, em thề với anh chị là cực kỳ dễ, không có cái gì khó khăn cả. Ai xung phong ạ? Hai bạn phải không ạ? Rồi hai người đứng đây. Rồi bây giờ là hai anh ta cho mình xem gương mặt và giới thiệu nhau một tí, mình đến từ báo nào, tên gì ạ? Chào mọi người, mình là tên là Đạt, mình đến bên công ty Pop, mình đang hỗ trợ để quay cho cái chương trình hôm nay. Dạ, xin chào tất cả mọi người, em tên Việt Phạm, đến từ báo Thanh Niên. Thử thách tôi dành cho này rất đơn giản. Chúng ta chơi gồng tay hết. Quý vị bắt ai? Đạt. Vậy thôi. Giờ làm chuyên gia nè, bảo vệ nè. Quý vị nghe chúng tôi lập luận nha, rồi suy nghĩ để chọn nha. Bây giờ Khánh bảo vệ cho này trước, mời em. Em thấy làm sao để cho mọi người tin rằng anh này có khả năng chiến thắng trong game này? Để cho em làm cầu nói cho ảnh nha. Thì quý vị thấy thì đầu tiên chúng ta nhìn hình dạng thì chúng ta không thể nào khó thế nào biết ai thắng được. Nếu như chúng ta nói ai thắng thì chúng ta có thể là chấp em luôn thôi. Em đoán ai thắng, anh cho em bảo về người đó luôn. Em chưa ảnh người còn lại. Dạ em nghĩ là thôi, em nghĩ là anh đứng kế bên em đây. Dạ. Ok. Anh thắng, bởi vì sao? Bởi vì đang nói về cái việc gồng tay là chúng ta phải dùng tới sức lực đúng không ạ? Và sức lực là gì? Là nói về sức trẻ, là nhựa sống. Ở đây ai là người có râu? Quý vị nhìn thấy là thì người có râu là dấu hiệu của những cái sự lão hóa nhẹ đúng không anh Đạt ha? Thì em thấy anh đây là một người áo đỏ, chứng tỏ rất là mạnh quý vị. Thì cái việc mặc áo đỏ ở đây thì em cũng thấy có một sự may mắn nhẹ trong cái trò chơi này, cũng như là cái độ tuổi, cũng như cái độ test hormone nam tính của ảnh. Thì em tự tin chắc chắn rằng anh áo đỏ sẽ là người chiến thắng. Dạ. Tôi tin chắc là chuyên gia này là ít có nghiên cứu về tâm sinh lý của con người nên mới đưa ra cái việc mà có râu là già. Chúng tôi ngu dốt lắm thì nhìn bằng mắt thường chúng ta cũng cảm thấy bạn này trẻ hơn phải không ạ? Tôi xin hỏi anh bao nhiêu tuổi ạ? Mình 30. 30, anh bao nhiêu tuổi ạ? Dạ 29. Thấy chưa? Còn gì để nói được? Anh thấy tôi nói đúng không? Tôi nói là tôi ngu dốt mà. Tôi đang nói tôi thông minh đâu. Đúng không ạ? Rõ ràng. Anh cũng bớt thật thà lại. Anh cũng không nên sống như vậy. Nhưng mà chúng ta nói, các anh chị ạ, áo màu đỏ, có bao nhiêu người đàn ông dám tự tin mặc áo đỏ? Đúng không ạ? Màu đen là cái màu cơ bản nhất mà ai cũng chọn để bước ra đường. Khi mình là một người trai rạch,
Tôi không nói ai mặc áo đỏ không phải là trai đặc. Nhưng không phải mấy ai đủ tự tin mặc áo đỏ thưa quý vị. À, tôi xin lỗi chị. Ở đây thôi mà có ba người đàn ông bận áo đen rồi, chỉ có một mình anh ta dám bận áo đỏ. Mà dám nói là áo tỏ, chứng tỏ mình mạnh thì tôi chưa tin như vậy đâu ạ. Và các anh chị nhìn đây, mình đứng thẳng lên ạ. Anh đứng thẳng lên ạ. Các anh chị thấy vào vòng 2 đi ạ. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái phần cơ nhô ở trên này nó hơn phần cơ bên dưới. Nhưng em xin lỗi anh là anh có gia đình chưa? Chưa. Anh ta chưa có gia đình mà phần 2 đã có xu hướng hơi nhô ra. Nếu mà anh ta còn có vợ nữa thì cái tình trạng mà yêu thương nhau, chia sẻ ăn uống nó sẽ còn đi tới đâu nữa. Cho nên quý vị nhìn đi, nhìn là chúng ta thấy râu tượng trưng cho hóc môn nam. Tôi tin chắc thân chủ của tôi sẽ chiến thắng trong cái môn này. Chuyên gia Thành anh nói xong chưa? Mời bạn. Thực sự như thế này tôi không muốn anh Thành thao túng tâm lý của mọi người. Thật ra quý vị à, không phải trai thẳng mới mặc áo đen, trai mập mới mặc áo đen nha thưa quý vị. Đúng không ạ? Chúng ta mặc áo đen để chúng ta che giấu những cái khuyết. Thưa chuyên gia, ở đây người mập duy nhất là anh. Cho nên anh đừng lấy suy bụng ta ra bụng người. Ba người đàn ông này chỉ gọi là hơi nhô nhẹ, chưa ai mập ở đây. Mập được định nghĩa như thế này. Và để minh chứng cho các bạn thấy, không phải mập bằng áo đen thì cái này gọi là gì ạ? Anh bớt suy diễn lại thưa chuyên gia. Nhưng tôi muốn nói ở đây là những người mà không bận đồ đen phải nói là những người phải tự tin vào bản thân mình. Như thân chủ tôi đây, anh ta mặc một chiếc áo rất là slim fit, rất là body. Tức là sao? Tôi biết bụng tôi nhô nhẹ, tôi chỉ có một chút xíu mỡ thôi,